Lời đầu tiên, em xin kính chào quý thầy cô chủ tọa đoàn, kính chào quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Thì trước tiên cho em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô của Ban chấp hành Hội Hô hấp Việt Nam đã cho em có cơ hội đến đây tham gia báo cáo và học hỏi, học tập được rất nhiều về các kiến thức chuyên ngành của hô hấp. Hôm nay thì phần trình bày của em đó là xử trí đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và chủ yếu là cập nhật các cái kiến thức mà trong các cái tài liệu hướng dẫn đưa ra các khuyến cáo cho đến thời điểm hiện tại. Trước hết thì đi vào phần định nghĩa đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì định nghĩa là một phần rất là quan trọng đối với cả bệnh nhân, thầy thuốc cũng như là các nhà nghiên cứu. Một định nghĩa chuẩn có thể giúp bệnh nhân nhận định được khi nào mình cần phải xử trí đợt cấp, cũng như là cho các thầy thuốc và các nhà nghiên cứu có một cái hướng điều trị tốt cho bệnh nhân. Định nghĩa đầu tiên đó là từ cái nghiên cứu của Anthony Sen, mà tiêu chuẩn mà chúng ta rất là quen thuộc trong thực hành lâm sàng, đó là ba cái triệu chứng chính: tăng khó thở, tăng lượng đàm và đàm mũ. Sau đó thì các cái hội nghị đồng thuận cũng đã đưa ra các cái định nghĩa để đồng thuận về cái định nghĩa đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và định nghĩa này cũng đã được đưa vào các cái tài liệu hướng dẫn, và gần đây nhất đó là tài liệu Gold năm 2019. Thì đợt cấp được định nghĩa đó là tình trạng xấu đi cách tính của các triệu chứng hô hấp, và cái sự xấu đi này dẫn đến cần phải thay đổi điều trị. Về tác động của đợt cấp thì qua các nghiên cứu, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là các bệnh nhân có đợt cấp thường xuyên, sẽ có chất lượng cuộc sống giảm hơn, có tốc độ giảm chức năng phổi nhanh hơn, tình trạng viêm cũng nhiều hơn, tỷ lệ nhập viện cũng như là tái nhập viện nhiều hơn, và tử vong cũng tăng cao hơn. Các yếu tố nguy cơ đợt cấp thì có rất nhiều yếu tố. Ngoài yếu tố kiểu hình đợt cấp thường xuyên trên những cái cơ thể nhạy cảm, thì còn có tuổi, tình trạng sức khỏe kém, tiền sử đợt cấp trong năm trước là yếu tố, cũng là yếu tố quan trọng, và chúng ta có thể tiên lượng dựa vào khai thác tiền sử. Tình trạng giới hạn luồng khí ở cái mức độ nặng, hay là các cái điều kiện khác như là hiện tượng quần cư ở đường hô hấp dưới, hoặc là hiện diện của các cái bệnh đồng mắt đi kèm, thì đó là các cái yếu tố nguy cơ mà các bệnh nhân này có thể dễ dàng vào đợt cấp. Về nguyên nhân của đợt cấp thì cho đến nay thì cũng được nhận định rằng là nguyên nhân nhiễm trùng là chiếm ưu thế. Trong đó thì có vi khuẩn và virus, và các cái tài liệu hướng dẫn thì cũng ghi nhận rằng là khoảng 70 cho đến 80% các nguyên nhân đợt cấp là do nhiễm trùng. Ngoài ra thì còn có khoảng là một tỷ lệ nhỏ thì các cái bệnh nhân vào đợt cấp nhưng mà không tìm được cái nguyên nhân. Việc điều trị, quyết định điều trị cho bệnh nhân đợt cấp ở đâu và điều trị như thế nào thì đòi hỏi phải đánh giá đúng cái mức độ nặng của đợt cấp. Về đánh giá mức độ nặng đợt cấp thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ xem xét về cái tiêu chuẩn của Anthony Sen trong đánh giá cái mức độ nặng. Thì dựa vào ba cái triệu chứng chính đó là tăng khó thở, tăng lượng đàm và đàm mũ, thì bệnh nhân sẽ được chia ra làm ba mức độ, đó là mức độ nặng nếu có cả ba triệu chứng, mức độ trung bình nếu có hai trong ba triệu chứng, và mức độ nhẹ thì chỉ có một trong ba triệu chứng và kèm theo một trong các cái triệu chứng khác như là sốt không có do nguyên nhân nào khác, khò khè, ho nhiều hơn, nhịp tim, nhịp thở tăng hơn 20% trở lên so với bình thường. Theo tài liệu Gold thì phân mức độ nặng đợt cấp thì bao gồm là nhẹ, trung bình và nặng, dựa vào cái thực tế điều trị trên bệnh nhân như thế nào. Nếu đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhẹ là bệnh nhân chỉ điều trị thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn. Ở cái mức độ trung bình thì bệnh nhân điều trị thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn kết hợp với kháng sinh và hoặc corticosteroid uống, và mức độ nặng thì bệnh nhân đòi hỏi phải được nhập viện hoặc là cấp cứu cùng với lại tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân. Thì có những cái tài liệu cũng như các cái nhận định của các cái bài báo thì cho rằng nếu chúng ta chỉ dựa vào phân loại theo cái mức độ nhẹ nặng, nhẹ trung bình nặng của GOLD thì chúng ta chỉ là hồi cứu, tức là hồi cứu lại coi bệnh nhân đã được xử trí gì để có một cái
chẩn đoán mức độ như vậy. Dựa vào tình hình là có suy hô hấp hay là không thì GOLD cũng chia ra làm 3 cái mức độ, tức là không có suy hô hấp thì thường là bệnh nhân ở mức độ nhẹ, có suy hô hấp thì bao gồm là cả suy hô hấp nhưng mà không có dấu hiệu đe dọa tính mạng, và có suy hô hấp và có dấu hiệu đe dọa tính mạng. Để ở đây chúng ta có một cái thái độ xử trí tích cực vấn đề suy hô hấp cho bệnh nhân. Năm 2018 thì Hội Hô hấp Việt Nam cùng với lại Bộ Y tế đã cho ra hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì theo tài liệu này, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ chú ý hơn các bệnh nhân là ở mức độ nặng và mức độ nguy kịch, dựa vào các dấu hiệu gần như giống như là các cái dấu hiệu mà chúng ta thường đánh giá cho các cái bệnh nhân lên cơn hen. Đó là tình trạng suy hô hấp dẫn đến là lời nói, tri giác thay đổi, tình trạng co kéo cơ hấp phụ, tần số thở, tình trạng khó thở như thế nào, tính chất đàm, mạch, SpO2, BaO2, BaCO2 và pH máu, tức là kết quả khí máu động mạch. Một cái tài liệu cập nhật nữa thì cũng dựa vào tất cả các cái dấu hiệu gần như giống như là phân tích trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế, thì cũng chia ra làm 3 cái mức độ và ở cái vị trí là quyết định là không nhập viện, nhập viện ở khoa nội và nhập ICU, và thấy rằng là khoảng 80% các bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể điều trị ngoại trú mà không cần phải nhập viện. Về mục tiêu điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta phải giảm thiểu tác động của đợt cấp hiện tại và chúng ta phải ngăn ngừa các cái đợt cấp kế tiếp. Và các cái điều trị trong cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được sơ đồ hóa như là chúng ta thấy, tức là nếu ở nhẹ thì các bệnh nhân chủ yếu được điều trị bằng các cái thuốc giãn phế quản, corticoid, kháng sinh. Và nặng hơn thì chúng ta hỗ trợ hô hấp bằng điều trị hỗ trợ oxy, và nặng hơn nữa thì chúng ta phải hỗ trợ thông khí, có thể là không xâm nhập hoặc là xâm nhập. Về điều trị thuốc giãn phế quản thì GOLD năm 2019 đưa ra các cái khuyến cáo, và cũng từ các cái tài liệu, tức là các cái nghiên cứu có trước mà các cái khuyến cáo này được đưa ra. Thứ nhất là gì? Kích thích beta 2 tác dụng ngắn có hay là không kết hợp với lại anticholinergic tác dụng ngắn là thuốc giãn phế quản khởi đầu xử trí đợt cấp. Thứ hai là việc sử dụng cái dụng cụ để đưa cái thuốc giãn phế quản vào thì giữa MDI và khí dung thì các cái nghiên cứu cho thấy rằng là không có sự khác biệt về cái FEV1 giữa cái việc sử dụng giãn phế quản qua cái buồng đệm hay là bằng khí dung. Tuy nhiên thì tài liệu cũng nhấn mạnh rằng việc sử dụng khí dung có thể có lợi cho một số bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh nhân không thể hợp tác với chuyện là hít MDI, và những cái bệnh nhân già yếu và không thể sử dụng MDI được. Một cái mới nữa đó là khuyến cáo sử dụng giãn phế quản tác dụng dài ngay ở trong bắt trong cái đợt cấp, chứ không phải là đợi đến lúc mà ở ngoại trú. Thì khuyến cáo sử dụng giãn phế quản tác dụng dài có hay là không kèm theo ICS, tức là trong cái chế độ điều trị duy trì của bệnh nhân, thì các cái chế độ này nên bắt đầu càng sớm càng tốt trước khi cho bệnh nhân ra viện. Về cái nhóm giãn phế quản xăng thin tĩnh mạch thì trong cái tài liệu GOLD không khuyến cáo sử dụng do cái tác dụng phụ của thuốc này. Với các cái liều cũng như là đường dùng của các cái thuốc giãn phế quản thì cũng đã được đưa vào các cái tài liệu hướng dẫn là sử dụng như thế nào đối với lại albuterol, terbutalin, levonbuterol hay là ipratropium trong việc xử trí đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế thì chúng ta cũng thấy rất là rõ về cái sơ đồ hướng dẫn điều trị đợt cấp. Tức là chúng ta phải bắt đầu điều trị và sau đó phải có sự đánh giá lại sau 1 đến 3 giờ. Và các cái thuốc sử dụng thuốc giãn phế quản trong đợt cấp thì có thể là dạng xịt, ví dụ như là salbutamol 100 microgram liều xịt 2 đến 4 liều lần. Hoặc là gì? Hoặc là dạng khí dung thì ta có salbutamol 5 mg khí dung, hay là ipratropium, hoặc là dạng kết hợp phenoteron, tức là Saba và Sama trong một cái tiếp khí dung là 2,5 ml một lần, tức là 40 giọt phút, và các cái thuốc khác
kháng sinh và corticoid cũng được hướng dẫn. Về điều trị corticoid trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì các cái khuyến cáo được nêu ra như sau. Thứ nhất là sử dụng corticoid toàn thân trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được chứng minh là làm rút ngắn thời gian hồi phục, cải thiện chức năng phổi, cải thiện tình trạng giảm oxy máu, giảm cái nguy cơ tái phát đợt cấp sớm, hay là giảm cái tỷ lệ thất bại cũng như là giảm thời gian nằm lại ở bệnh viện. Và cái liều khuyến cáo cho đến GOLD 2019 đó là 40mg prednisolone mỗi ngày và trong vòng 5 ngày. Khuyến cáo cũng đưa ra là prednisolone uống sẽ hiệu quả tương đương như đường tĩnh mạch. Và một khuyến cáo nữa trong cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó là cái vấn đề sử dụng corticosteroid dạng hít hay là đường khí dung trong cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì các cái nghiên cứu cho thấy là budesonide có thể lựa chọn thay thế ở vài bệnh nhân, và các nghiên cứu cũng thấy là hiệu quả tương tự với methylprednisolone tĩnh mạch. Thì tuy nhiên thì rất là chi phí thì tốn kém hơn. Việc mà kết hợp ICS-LABA lúc khởi phát nhiễm trùng hô hấp trong cái có thể là giảm cái đợt cấp, đặc biệt là trong cái 10 ngày bắt đầu từ lúc bệnh nhân có cái khởi phát triệu chứng. Và cái việc sử dụng glucocorticoid có thể sử dụng cái biomarker là cái bạch cầu ái toan trong máu để có thể quyết định là xem là bệnh nhân này có lợi hay là không đối với điều trị corticosteroid. Và đây là các cái nghiên cứu, và cũng từ các cái nghiên cứu này mà các tài liệu đã đưa ra hướng dẫn về cái điều trị corticosteroid dạng hít. Thì trong cái nghiên cứu này, việc bệnh nhân là sử dụng là prednisolone 5 ngày và sử dụng là 14 ngày thì cho thấy là tỷ lệ sống còn cũng như là tỷ lệ mà tái phát đợt cấp trong một cái thời gian là 200 ngày. Thì thấy là giữa hai nhóm, nhóm mà sử dụng đợt ngắn là 5 ngày và cái nhóm là sử dụng kéo dài 2 tuần thì không có sự khác biệt có ý nghĩa. So sánh điều trị corticoid dạng hít và cụ thể là budesonide với lại prednisolone và giả dược trong cái nghiên cứu năm 2002 thì thấy rằng là với cái điều trị là budesonide là 2mg, tức là 2.000 microgram mỗi 6 giờ thì thấy là FEV1 có cải thiện so với lại prednisolone uống và giả dược trong thời gian theo dõi là trong vòng 72 giờ. Một nghiên cứu nữa gần đó là năm 2009 thì so sánh giữa cái budesonide, formoterol và prednisolone kết hợp với lại formoterol thì thấy là cái việc mà kết hợp cái budesonide tức là ICS dạng hít đó cho thấy có cái cải thiện về chức năng phổi. Và gần hơn nữa đó là năm 2016 thì cũng nghiên cứu trên cái budesonide thì thấy rằng là sử dụng trước và sau khi, tức là khi dùng và đánh giá sau, sau khi dùng thì thấy là có cải thiện về các cái triệu chứng qua cái bản câu hỏi CAT cũng như là cải thiện về cái tình trạng khí máu động mạch, tức là lúc vào viện và sau khi sử dụng budesonide. Và trên các cái cơ sở đó thì GOLD cũng đã đưa ra các cái khuyến cáo như chúng ta đã nhìn thấy được trên tài liệu. Về xử trí kháng sinh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đây cũng là một cái vấn đề mà rất là thường gặp và cũng là làm cho thầy thuốc cũng rất là lúng túng. Có những cái trường hợp cũng rất là khó, không biết là giải quyết như thế nào. Theo tài liệu của GOLD thì kháng sinh chỉ định cho đợt cấp mà có cả 3 triệu chứng giống như là theo cái tiêu chuẩn của Antonisen, đó là tăng khó thở, tăng lượng đàm và đàm mũ, hoặc là có 2 triệu chứng trong 3 triệu chứng này nhưng mà phải có triệu chứng là tăng đàm mũ, hoặc là bệnh nhân gì có cái đợt cấp nặng và đòi hỏi phải có thông khí cơ học. Và thời gian điều trị kháng sinh thì cũng được khuyến cáo ngắn hạn, đó là 5 đến 7 ngày. Sự lựa chọn thì tùy thuộc vào tình hình đề kháng kháng sinh của vi khuẩn tại địa phương, cho nên ở mỗi nơi thì được khuyến khích là chúng ta nên có một cái phác đồ riêng cho tại cái cơ sở y tế của mình với các cái cơ sở dữ liệu về cái tình hình đề kháng kháng sinh ở tại đơn vị. Và cái kháng sinh điều trị kinh nghiệm thường đó là aminopenicillin với lại
là vulanic acid, macrolide hoặc là tetracycline. Đường uống thì có thể dùng đường uống hoặc là đường tiêm tùy theo tình trạng bệnh cũng như là mức độ nặng của đợt cấp. Triệu chứng trên lâm sàng có thể quyết định được cái sự thành công về mặt điều trị kháng sinh, đó là giảm cái tình trạng khó thở cũng như là giảm cái đạm mũ trên bệnh nhân. Các tài liệu gần đây thì có khuyến khích là chúng ta có thể sử dụng các cái biomarker để hướng dẫn sử dụng kháng sinh, và việc này có thể làm giảm cái nhu cầu sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên thì các cái tài liệu hướng dẫn, ví dụ như trong GON thì cũng chưa có đưa ra một cái lời khuyên cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng các cái biomarker này như thế nào, khuyến khích như thế nào và ở cái ngưỡng nào, thì cũng đưa ra là chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu để chúng ta xác định thêm nữa về cái việc sử dụng biomarker trong cái quyết định sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên thì hai cái bài báo gần đây nhất về sử dụng procalcitonin và CRB trong việc mà hướng dẫn sử dụng kháng sinh cho đợt cấp thì thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng cái CRB để hướng dẫn so với cái điều trị thông thường không có hướng dẫn bằng cái CRB thì thấy rằng là cái tỷ lệ sử dụng kháng sinh giảm hơn. Trong tài liệu của Bộ Y tế năm 2018 cũng đưa ra một cái sơ đồ và cũng rất là cụ thể để chúng ta có thể quyết định sử dụng kháng sinh như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ đợt cấp của bệnh nhân. Mức độ đợt cấp là nhẹ, mức độ đợt cấp là trung bình hay là nặng. Thì theo cái khuyến cáo này, nếu ở cái mức độ nhẹ thì chúng ta không điều trị kháng sinh mà chúng ta điều trị là các cái thuốc giãn phế quản là chủ lực. Đối với cái đợt cấp trung bình và nặng thì chúng ta bước tiếp theo là chúng ta xem bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này có biến chứng hay là không. Và dựa vào các yếu tố, ví dụ như là tuổi dưới 65, FEV1 trên 50%, tần suất đợt cấp trong năm qua hay là có các cái bệnh đồng mắt đi kèm hay là không, thì sau đó thì mới quyết định là dùng kháng sinh là theo cái hướng là bệnh nhân không có các biến chứng này. Và một cái nhánh thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng dạng kết hợp đối với lại các bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ như vừa nêu. Và cũng nhấn mạnh một điều rằng sau khi chúng ta quyết định cho điều trị kháng sinh thì điều tiếp theo là chúng ta phải đánh giá về mặt lâm sàng, và đặc biệt đó là cái mốc 72 giờ để chúng ta quyết định xem là chúng ta đi tiếp, chúng ta thay đổi như thế nào. Và quan trọng là nếu chúng ta chưa có cái đàm trước đó thì chúng ta phải, những cái thất bại điều trị này, trường hợp này, chúng ta phải cho cái đàm. Và đặc biệt nữa đó là ở các cái đối tượng mà chúng ta cần phải đánh giá thêm, đó là gì? Bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas hay là không? Thì các yếu tố này, nếu mà có nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì chúng ta phải lựa chọn các kháng sinh chống lại cái vi trùng này. Còn nếu mà không có nhiễm Pseudomonas thì chúng ta có thể chọn các kháng sinh nhẹ nhàng hơn, và chúng ta cũng sẽ phải đánh giá lại sau 72 giờ. Một cái hướng dẫn nữa cũng tương tự là về điều trị sử dụng kháng sinh, và đây cũng là đánh giá đầu tiên là chú trọng vấn đề là gì, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas hay là không để chúng ta là quyết định. Và các cái yếu tố nguy cơ mà nhiễm Pseudomonas đó là gì? Tức là bệnh nhân này có cái COPD nặng, có cái FEV1 ban đầu dưới 50%, tức là mức độ giới hạn luồng khí phải nặng và rất nặng. Tiền sử là bệnh nhân đã được phân lập Pseudomonas trước đó, hay là bệnh nhân này có cái tổn thương giãn phế quản kèm theo được xác định trên CT scan ngực. Bệnh nhân này dùng kháng sinh thường xuyên, bệnh nhân này nhập viện thường xuyên và có dùng corticoid toàn thân thường xuyên, có thể là vì các cái bệnh đồng mắt đi kèm. Điều trị hỗ trợ tiếp theo đó là cái vấn đề điều trị về oxy. Oxy liệu pháp trong cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta phải đánh giá có khí máu động mạch để đánh giá. Trước tiên chúng ta có thể đánh giá bằng cái SpO2 để xem, quyết định xem bệnh nhân này có cần làm khí máu hay không và chúng có cần điều trị oxy hay không. Và cái mục tiêu để đạt được cái oxy cho các cái bệnh nhân đợt cấp đó là phải trên 90%. Và điều tiếp theo nữa thì không chỉ chú ý về mặt oxy mà chúng ta còn chú ý cái quan trọng nữa, đó là gì? Tăng
tăng cái CO2, tức là có tình trạng là giảm thông khí, pH xem có dưới 7.35 hay không, để chúng ta quyết định xem là có thông khí hỗ trợ hay không. Và trong cái quá trình chúng ta điều trị hỗ trợ, điều trị oxy cũng như là thông khí cơ học, thì chúng ta luôn luôn chúng ta đánh giá tình trạng lâm sàng cũng như là đánh giá tình trạng khí máu. Về thông khí hỗ trợ thì GON cũng đưa ra chú ý. Thứ nhất là gì? Chúng ta phải nắm được các cái chỉ định cũng như là các cái chống chỉ định của thông khí không xâm lấn. Thì các cái chỉ định đó bao gồm là gì? Thứ nhất là có toàn hô hấp. Thứ hai là dấu hiệu lâm sàng biểu hiện một cái tình trạng khó thở nặng và giảm oxy máu dai dẳng mặc dù là chúng ta đã bổ sung. Và cũng đừng quên là các cái chống chỉ định, tại vì có những trường hợp chúng ta thấy là pH là dưới 7.35, chúng ta có thể là dùng thông khí không xâm lấn để cho bệnh nhân này. Tuy nhiên thì chúng ta phải xem xét các cái chống chỉ định, và nếu có bất kỳ một trong các cái chống chỉ định này thì chúng ta phải chuyển ngay sang thông khí xâm lấn cho bệnh nhân. Và các cái chỉ định thông khí xâm lấn thì sẽ nặng hơn, đó là gì? Tức là pH lúc đó nó sẽ giảm thấp hơn, và cái tình trạng các cái rối loạn về huyết động cũng như là tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng lên, và chúng ta phải cho bệnh nhân thông khí xâm lấn. Sau khi chúng ta xử trí cho bệnh nhân ra khỏi cơn cấp, trước khi quyết định cho bệnh nhân ra viện thì chúng ta cũng phải đánh giá xem bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn để ra viện hay là chưa. Và nếu chưa thì chúng ta phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn này để chúng ta biết rằng là khi bệnh nhân ra viện, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị và bệnh nhân sẽ quay lại tái khám trong cái tình trạng là ổn định. Và cũng đừng quên là sau khi ra viện chúng ta phải có một kế hoạch để theo dõi cho bệnh nhân. Kế hoạch theo dõi gần nhất đó là trong vòng 1 tuần cho đến 4 tuần, tức là trong vòng 1 tháng. Và xa hơn nữa thì chúng ta sẽ theo dõi 3 tháng hoặc là gì dài hơn, tức là mỗi năm nếu mà bệnh nhân quay trở lại và bệnh nhân đó là chúng ta được quản lý tại ở một cái cơ sở mà vừa có cái nơi quản lý ngoại trú mà cũng vừa là có nơi xử trí đợt cấp. Thì như vậy thì một bệnh nhân như vậy thì chúng ta sẽ quản lý cho bệnh nhân là trong một cái vòng khép kín, tức là chứ không phải là chúng ta chỉ xử trí đợt cấp sau đó thì chúng ta buông bệnh nhân và chúng ta cũng không biết bệnh nhân sẽ đi về đâu. Và các cái điều trị mà sau khi xử trí đợt cấp xong thì chúng ta cũng đừng quên là các cái điều trị duy trì và có cái tác dụng là dự phòng đợt cấp. Và cái phần này thì khi chúng ta điều trị gọi là quản lý điều trị COPD ổn định thì chúng ta sẽ được nói rõ hơn tất cả các cái chế độ này, chế độ thuốc này tùy theo nhóm, tùy theo thể bệnh, tức là phenotype của bệnh nhân mà chúng ta sẽ chọn lựa cái phác đồ điều trị phù hợp để giảm đợt cấp cho bệnh nhân. Cuối cùng thì xin mượn cái slide này để kết luận lại. Tức là khi mà bệnh nhân có một đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ngoài cái việc xử trí đợt cấp, tức là chúng ta sẽ điều trị xử trí đợt cấp cho bệnh nhân bằng các cái thuốc cũng như là hỗ trợ hô hấp, thì chúng ta cũng đừng quên là các cái dự phòng sau đó. Hoặc là bệnh nhân chưa có đợt cấp thì chúng ta cũng phải tiến hành điều trị dự phòng để làm sao đừng cho bệnh nhân vào đợt cấp. Và nếu khi có đợt cấp rồi thì xử trí tốt đợt cấp, đừng cho bệnh nhân tái phát lại sớm, và để cải thiện được tình trạng bệnh cũng như là kéo dài cuộc sống và tăng cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bài trình bày của em đến đây là hết. Dạ, xin cảm ơn.